Hello các anh em đang xem trailer Ten Ten. Hôm nay tôi sẽ làm một cái clip để quay thử xem Big C ở đây có những cái gì thú vị. Chúng ta sẽ cùng đi thôi. Đây rất là phong phú sản phẩm. Còn cả một cái xe cho bọn trẻ con luôn. Mẫu rất là đẹp. Hôm nay là chủ nhật nên là rất là đông người. Hãy subscribe cho kênh Ten Ten. Sợi quần 20 nhân viên con 7 sợi với quần 20. Xin thưa các quầy thu ngân số 11, 15, 17, 19 năm không có phí thanh toán. Quầy thu ngân số 11, 15, 17, 19 năm không có phí thanh toán. Đúng hàng vui lòng xin hẹn tới quầy 11, 15, 17, 19 để thanh toán anh hôn. Đúng hàng lưu ý hiện tại siêu thị Đông Bích cũng không phải tự bảo đảm tài sản cá nhân của mình. Theo quy định của Big C, đúng hàng không được ăn được các pháo cũng không là trong siêu thị. Xin cảm ơn. Đúng hàng lưu ý hiện tại siêu thị Đông Bích cũng không phải tự bảo đảm tài sản cá nhân của mình. Theo quy định của Big C, đúng hàng không được ăn được các pháo cũng không là trong siêu thị. Xin cảm ơn. Khoa Big C ở đây là không có dạp chiếu phim được bạn. Quầy số ngồi chỉnh nhà điện thoại. Kính chào quý khách tham quan vào mua sắm tại siêu thị Big C Hải Dương. Tới nay tại khu vực quầy đánh điểm dưới đây, đi ra các bé phải cố gắng phải cố tham quan vào mua sắm. Xin cảm ơn quý khách. Kính thưa quý khách, hiện nay ở khu vực quầy đánh điểm chúng tôi đang bày bán sản phẩm bánh pizza. Tôi kính mời quý khách hàng hãy tới tham quan vào mua sắm. Xin cảm ơn quý khách. Quý khách hãy đến để lấy siêu thị Đông Bích. Khi mua bán quầy thu ngân số quầy 11, 17 năm không có phí thanh toán, quầy 11, 17 năm không có phí thanh toán. Cũng là vui lòng liên hệ tới quầy 11, 17 để thanh toán được không? Xin thông báo hiện nay quầy thu ngân số quầy 11, 17 năm không có phí thanh toán. Cũng là vui lòng liên hệ tới quầy 11, 17 để thanh toán được không? Thank you. 3D. Mình được thiết kế trò này ở đây. Đông quá nhỉ. Hôm qua chỗ đi thôi, tắc đường luôn cái này. Chú ơi, Liêu Phong ngồi tao cái này với. Liêu Phong ngồi tao cái này. Đông quá đây, toàn người là người. À, lấy cái rổ cái này. Đây bản đồ phụ nữ. Cái này gì anh ơi? Làm mấy cái về. Cái áo ba lỗ bữa lễ giá 120 các bạn ạ. Tôi mua ở chợ chỉ có tầm 20 đến 30 nghìn thôi. Nhưng mà mua cái đồ thời trang đây thì nó rất là đắt. Nhưng mà chắc là cái đồ của họ chất lượng cao hơn. Ở đây thường là bán những cái đồ Việt Nam chất lượng cao. Quầy thông ơn số 77, 18, 19 năm vắng khách. Quầy thông ơn số 77, 18, 19 năm vắng khách. Cũng là vui lòng thu hình với quầy 17, 18, 19 năm vắng khách. Xin chào em quầy thông ơn số 77, 18, 19 năm vắng khách. Quầy thông ơn số 77, 18, 19 năm vắng khách. Cũng là vui lòng thu hình với quầy 17, 18, 19 năm vắng khách. Cũng là lưu ý hiện tại sự đi đâu khách. Cũng là phải tự bảo quản tài sản cá nhân của mình. Theo quy định của Big C, cũng là không được ăn uống mắc món không nói trong siêu thị. Xin cảm ơn. Khi theo dõi đây người công an số 1 này đang không có các tính toán muốn là ngôi nhà thì với đội là của tính toán hơn. Khi theo dõi đây người công an số 1 7 19 năm báo khách của số 1 17 19 năm báo khách số là ngôi nhà thì với số 1 17 19 năm báo khách hơn. Thì vậy đang là về người công chúng tôi. Kho lây len, mật ong rừng 200.000 một chai. Chai này chắc gần nửa lít. Ô cái này tự rơi này. Sao dân là đã ra mua để nước sạch cái câu ấy là người mua số 15 17 19 năm bằng cách người mua số 15 17 19 năm bằng cách cũng là mua lần khi đến với người 15 17 19 để thanh toán nhanh hơn. Xin câu ấy là người mua số 15 17 19 năm bằng cách người 15 17 19 năm bằng cách cũng là mua lần khi đến với người 15 17 19 để thanh toán nhanh hơn. Quầy số 6, nhân viên không phải sợi tới quầy số 6. Làm ít cá hộp về cho mèo. Kinh thông báo hiện nay quầy thông ơn số 11 đang không có các thanh toán. Quý khách hàng vui lòng di chuyển tới quầy 11 để thanh toán nhanh hơn. Xin thông báo hiện nay. Xin thông báo quầy thông ơn số 11 đang không có quyết thanh toán. Quý khách hàng vui lòng di chuyển tới quầy 11 để thanh toán nhanh hơn. Quầy 11 17 hiện đang không có quyết thanh toán. Quầy 11 17 hiện đang không có quyết thanh toán. Quý khách hàng vui lòng di chuyển tới quầy 11 17 để thanh toán nhanh hơn. Xin mời liên lạc đóng thanh chắn quầy 23. Đi đâu mất nghề. Cái ngày xưa được ăn cái cá này là ngon lắm ấy, nhưng một cái đặc sản cái thời sinh viên. Có điều là bây giờ là không ăn được cái cá này, giờ chỉ mua về trong nghèo thôi. Ngày xưa anh họ bán 8.500 một lon này. Nhưng mà giá giờ cũng không thay đổi nhiều lắm, cũng phải gần 5 năm rồi. Kiếm cái chai nước mắm ngon này. Chúng ta bán đang quầy thu ngân số 11 15 19 năm bán khách, quầy thu ngân số 11 15 19 năm bán khách. Muốn hàng vui lòng di chuyển tới quầy 11 15 19 để thanh toán nhanh hơn. Quầy thu ngân số 19 20 hiện đang bán khách, quầy 19 20 hiện đang bán khách. Muốn hàng vui lòng di chuyển tới quầy 19 20 để thanh toán nhanh hơn. Xin mời quầy thu ngân số 13, 15, 19 đang đón khách, quầy 13, 15, 19 hiện đang đón khách. Cũng là môi lòng di chuyển tới quầy 13, 15, 19 để thanh toán nhanh hơn. Xin các bạn quầy thu ngân số 13, 15, 19 hiện đang đón khách. Cũng là môi lòng di chuyển tới quầy 13, 15, 19 để thanh toán nhanh hơn. Chúng ta lưu ý để thuận tiện cho việc thanh toán, khối hàng qua các sản phẩm ra từ cả hàng tươi sống, thưa sẵn bánh mì bột kẹo, khối hàng cân hàng tại các điểm cân hàng trước khi ra quầy thu ngân để thanh toán. Khối hàng lưu ý để thuận tiện cho việc thanh toán, khối hàng qua các sản phẩm ra từ cả hàng tươi sống, thưa sẵn bánh mì bột kẹo, khối hàng cân hàng tại các điểm cân hàng trước khi ra quầy thu ngân để thanh toán. Rồi. Người làm. Khi các bạn đã quầy thu ngân số 11 15 đang bán khách, quầy 11 15 hiện đang bán khách. Quý hàng coi lòng di chuyển tới quầy 11 15 để thanh toán nhanh hơn. Xin thông báo hiện nay quầy thu ngân số 7 11 15 đang bán khách, quầy số 7 11 15 đang bán khách. Quý hàng coi lòng di chuyển tới quầy số 7 11 15 để thanh toán nhanh hơn. Qua tham quan và mua sắm tại siêu thị Big C, hiện nay tại khu vực quầy bánh mì của chúng tôi đang bày bán sản phẩm bánh pizza. Tôi kính mời quý khách hàng hãy tới tham quan và mua sắm. Xin cảm ơn quý khách. Này còn đồ vặt vặt. Hãy subscribe cho kênh Ten Ten. Jangan. Nhiều thật, đi mãi không hết. Mùi dưa bò rất là hấp dẫn. Giá cũng rẻ. Xin chào các bạn. 13, 15, 17 đang bấm đất. Quý bạn vui lòng di chuyển tới vở số 9, 13, 15, 17 để không quá hơn. Quý bạn em nghĩ hiện tại siêu thị Đông Khắc cũng cảm thấy tự bảo đảm tài sản cá nhân của mình. Theo quy định của Big C, quý bạn không được ăn uống bóc đóng là trong siêu thị trên bờ sông. Giá của 19 nhân viên về sau chỉ để má bằng công, nhân viên về sau chỉ để má bằng công. Chị em nhờ. Đưa một quà đi không nghe? Xin thông báo hiện tại của nhân viên số 21, 22, 23 đang không có khách hàng. chưa đánh. Ở đây có rất nhiều đồ chơi đẹp. 北车的为什么？你问北车的为什么？ Huy tới gần tới tích đám trái tấm anh, xin mời chương trình tới gần tới tích đám trái tấm anh. Khán giả lưu ý hiện tại siêu thị đang phát khối quả một cuộc bảo toàn tài sản cá nhân của mình. Các người đến siêu thị không được ăn đến các quán không được trong siêu thị xin cảm ơn. Xin hỏi anh là con số của người 13, 15, 18, 19, 20, 18, 19, 13, 15, 18, 19, 20. Không biết chỗ nào bán cái đôi căng tay giữa bát nó bền bền một chút nhỉ. Mấy cái đôi căng tay cao su Trung Quốc nó dễ hỏng quá, dùng chỉ được vài bữa là vứt đi. Chỗ này bán những cái đồ gia dụng làm bếp này. Không thấy có găng tay. Cái này để làm gì nhỉ? Để làm bếp, không phải găng tay rửa bát. Nôn hả? Đừng có nhắc. Không nôn nữa. Cứ ngậm. Không có đâu cả. Đi đi ra đằng đấy. Đây rồi, đây rồi. Đi tìm kiếm đi. Thế là gần hết rồi các bạn ạ. Đi như thế này là cũng gần hết rồi. Ở mấy cái gian hàng thực phẩm tươi sống thì thường là họ không cho quay phim. Đây là có lẽ tôi sẽ dừng ở tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem nhé.